Bạn đang đến với kênh YouTube báo VietNamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn tổ chức cuộc trò chuyện điện thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin lần đầu tiên sau gần 2 năm. Báo Đức Die Zeit dẫn lời các nguồn tin chính phủ nước này cho biết, một cuộc điện thoại được cho là đang được xem xét trước cuộc họp G20 ở Brazil vào tháng 11 tới. Nếu thành công, ông Olaf Scholz sẽ là người đứng đầu chính phủ đầu tiên của các quốc gia ủng hộ Ukraine nhất nối lại liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Putin. Cuộc trò chuyện qua điện thoại gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 12 năm 2022. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nói chuyện trực tiếp với ông Putin lần cuối vào năm 2022. Vào giữa tháng 10, các cuộc thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine sẽ được tổ chức tại Đức với sự tham gia của Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác. Ukraine dường như đang chịu áp lực ngày càng tăng từ phương Tây trong việc đàm phán một số hình thức giải quyết với Nga. Quân đội Ukraine đang nỗ lực hồi phục lực lượng đã bị suy giảm của mình, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân không ngừng nghỉ ở miền đông Ukraine, tiến gần hơn đến trung tâm hậu cần Pokrovsk. Báo chí phương Tây tuần trước cho biết, các nhà lãnh đạo phương Tây muốn có hình thức tiếp cận trực tiếp với ông Putin tại G20. Mỹ và Đức là những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine. Tuần trước, cuộc gặp kín giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Olaf Scholz đã diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Liên quan tới chiến sự Nga-Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Ukraine không cần sự cho phép của Mỹ để tiến hành phản công vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, vì họ có thể sử dụng vũ khí do chính họ sản xuất. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30 tháng 9, ông Matthew Miller nói, họ là một quốc gia có chủ quyền và có thể sử dụng vũ khí mà họ tự chế tạo, trong đó có rất nhiều vũ khí. Khi xem xét các vũ khí mà chúng tôi đã cung cấp cho họ, chúng tôi đã nói rằng họ có thể sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của Nga, bên kia biên giới đang tiến hành các cuộc tấn công. Vì vậy, Ukraine có một lượng lớn vật liệu để tự vệ. Ông Matthew Miller lưu ý rằng, Mỹ luôn xem xét liệu có thêm các công cụ nào mà họ có thể cung cấp cho Ukraine hay không. Khi được hỏi tại sao Mỹ vẫn duy trì các hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa sâu vào nước Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, ông Miller giải thích rằng Mỹ cân nhắc mọi lựa chọn, chiến thuật và hỗ trợ chung cho Ukraine. Khi phê duyệt bất kỳ hệ thống vũ khí hoặc chiến thuật mới nào, họ cân nhắc xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ chiến trường và chiến lược chung của Ukraine. Ông Miller nói thêm rằng đây là điều mà Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá, và nhắc lại rằng Tổng thống Joe Biden đã công bố viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky. Hôm 29 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết ông tích cực hơn về việc xin phép tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga, nhưng quyết định này không phụ thuộc vào phía Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Anh cho biết quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga có thể được đưa vào đầu mùa đông. Tổng thống Ukraine Zelensky đang ra lệnh cho quân đội Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực Kurd khi họ sẽ sớm bỏ vị trí ở Vuhledar. Cựu trợ lý Lầu Năm Góc Stephen Bryen đã viết trong một báo cáo trên tạp chí Weapons and Strategy. Ông lưu ý Vuhledar sẽ là một chiến thắng tâm lý và quân sự quan trọng đối với người Nga khi họ đạt được thành công. Trong khi đó, ông Zelensky tiếp tục đưa quân vào khu vực Kurd. Cựu phó trợ lý Lầu Năm Góc nói thêm rằng chính phủ của ông Zelensky dường như đang bị căng thẳng nghiêm trọng và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Riêng Tổng thống Zelensky đang ra lệnh cho quân đội tiếp tục tiến vào Kurd là một hành động khá kỳ lạ. Ông Bryan kết luận, Lữ đoàn cơ giới số 72 bị mắc kẹt ở Vuhledar. Người Nga đã bao vây nó từ mọi phía và kiểm soát lối thoát. Trong ngày 1 tháng 10, Thống đốc vùng Zabaykalsky Alexander Osipov đã cho biết trên kênh Telegram của mình rằng các binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga đã kéo cờ Tổ quốc và biểu ngữ chiến thắng trên một bệnh viện ở Vuhledar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo vị quan chức này, lá cờ nước Nga được kéo lên bởi những người lính thuộc tập đoàn cận vệ số 29 đóng tại vùng Zabaykalsky. Theo kênh Mass Telegram, các trận xung đột giành Vuhledar kéo dài trong 31 tháng. Chuyên gia quân sự Boris Rozin cho biết nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đã rời khỏi thành phố và rút lùi về phía bắc. Vadim Faliskin, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự khu vực Donetsk do Kiev bổ nhiệm, cho biết 107 người vẫn còn ở lại thành phố. Trẻ em đã được sơ tán. Việc cung cấp viện trợ nhân đạo, thuốc men và nước cho những người vẫn còn ở lại thành phố là vô cùng khó khăn. Cuộc giao tranh khiến cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Toretsk, nơi vẫn còn rất nhiều người ở lại, trở nên khó khăn. hầu hết họ không muốn rời khỏi nhà của mình. Trước đó có thông tin cho biết, quân đội lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng rời khỏi thành phố Vuhledar trong khi chịu tổn thất lớn. Các tuyến đường thoát hiểm của quân đội Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực, lực lượng vũ trang Nga. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu ông Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã tổ chức chuyến thăm nhà máy của ông, đồng thời gọi chuyến đi này là sự can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đồng thời, ông Tabakh nói, ông đã đạt được điều đó, làm tốt lắm, tôi xin chúc mừng ông. Bây giờ hơn một nửa số người Mỹ đang tức giận với ông, đồng thời kêu gọi chú ý đến giọng điệu của bức thư của ông Johnson, trong đó có yêu cầu trực tiếp tới Tổng thống Ukraine Zelensky. Như Tabakh chỉ ra, Chủ tịch Hạ viện là một chính trị gia và nhà ngoại giao khá giàu kinh nghiệm, không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng ông tin rằng lần này là phản ứng của ông Johnson đã tỏ thái độ rất tức giận của ông. Tôi đã phục vụ ở 4 đại sứ quán, tôi hiểu được một chút ngôn ngữ ngoại giao và ngôn ngữ quân sự, thậm chí còn cứng rắn hơn ngôn ngữ quân sự, ông nói. Như sĩ quan này lưu ý, ông Zelensky bằng hành động của mình đã đứng về phía Đảng Dân Chủ trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của Mỹ và ông đã nhận được phản ứng tương xứng của Đảng Cộng Hòa. Trước đợt tấn công bằng tên lửa dồn dập từ Iran nhằm vào Israel trong ngày 1 tháng 10, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã phóng khoảng chục tên lửa đánh chặn, hỗ trợ bảo vệ đồng minh Trung Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Pat Ryder, từ chối tiết lộ loại vũ khí nào được các tàu khu trục Cole và Bulkeley sử dụng, hoặc liệu các tên lửa này có đánh chặn thành công hay không. Dẫn lời Thiếu tướng Ryder, trang Defense News đưa tin hoạt động đánh chặn diễn ra khi cả hai tàu đều ở phía đông Địa Trung Hải. Cuộc tấn công quy mô lớn trực tiếp bằng tên lửa ngày 1 tháng 10 là cuộc tấn công thứ hai của Iran trong năm nay vào lãnh thổ Israel và một lần nữa đe dọa đến việc châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Một tương lai ảm đạm mà Mỹ cùng các nhà hòa giải đã nỗ lực ngăn chặn kể từ khi lực lượng vũ trang Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thiếu tướng Ryder nêu rõ, các báo cáo ban đầu cho thấy Israel đã đánh chặn phần lớn các tên lửa đang bay tới và chỉ gây thiệt hại rất ít trên mặt đất. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đánh giá, đòn phản ứng lần này của Iran là thất bại và không hiệu quả, nhưng cảnh báo động thái cũng đánh dấu sự leo thang đáng kể. Cố vấn Sullivan nhấn mạnh, trước mắt, kết quả này thể hiện sự chuyên nghiệp của IDF, nhưng phần lớn là nhờ vào sự phối hợp khéo léo của quân đội Mỹ và kế hoạch chung tỉ mỉ để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Phản ứng trước đợt tấn công mới nhất của Iran, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và ra lệnh cho Lầu Năm Góc hỗ trợ phòng thủ Israel chống lại mọi cuộc tấn công trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thảo luận với người đồng cấp Israel về cuộc tấn công và hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra sau đó đối với Iran. Người phát ngôn Ryder không giải thích thêm về những hậu quả đó sẽ là gì, cũng như liệu Mỹ có hỗ trợ Israel tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran hay không. Cuộc tấn công của Iran diễn ra một tuần sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah ở Liban. Cuộc tấn công ở Beirut tiếp theo là các hoạt động quân sự mà Israel tiến hành qua biên giới đã làm leo thang một cuộc xung đột đang bùng nổ ở Liban. Về phần mình, Mỹ đã tăng cường lực lượng đến Trung Đông để giúp bảo vệ Israel và lực lượng của mình. Tuần qua, Washington đã điều thêm 3 phi đội máy bay chiến đấu, bao gồm F-15, F-16 và A-10 tới Trung Đông, tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu trong Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã ra lệnh cho tàu sân bay Abraham Lincoln ở lại khu vực này như một thành trì phản ứng trước một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Một tàu sân bay khác là Harry Truman cũng đang trên đường đến Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ. Theo Lầu Năm Góc, các chỉ đạo mới về điều động quân sẽ bổ sung thêm vài nghìn binh sĩ so với 40.000 quân hiện có trực thuộc CENTCOM. Mỹ khẳng định rằng sự gia tăng lực lượng đã giúp ngăn chặn một cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực, bất chấp các cuộc tấn công gần đây. Hiện tại, lực lượng Mỹ cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ các lực lượng thân Iran trong khu vực. Trước đó, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã phát động một cuộc tấn công phức tạp bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình vào các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Các quan chức cho biết không có tàu nào bị tấn công và không có thủy thủ nào bị thương. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố, nước này lần đầu tiên đã sử dụng tên lửa vượt âm tự chế Fatah để tấn công Israel. Fatah được coi là tên lửa vượt âm đầu tiên do Iran sản xuất trong nước. Quân đội Iran đã cho trình làng mẫu tên lửa này vào năm ngoái, đồng thời tiết lộ vũ khí có thể di chuyển với tốc độ gấp 15 lần tốc độ âm thanh và có khả năng nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ tên lửa. Hãng thông tấn bán chính thống Mer của Iran đã trích dẫn tuyên bố của IRGC cho hay rằng họ đã dùng tên lửa Fatah-2 tiên tiến nhất để qua mặt radar và phá hủy hệ thống phòng không Aral của Israel trong vụ tấn công quy mô tối ngày 1 tháng 10. Theo IRGC, 80-90% tên lửa được sử dụng trong chiến dịch Lời hứa chân thật 2 đã bắn trúng vào các mục tiêu Israel, bao gồm cả căn cứ không quân Tel Nov, gần Tel Aviv và khu vực Nes Sarim gần dải Gaza. Quân đội Iran cũng khẳng định đã phá hủy một số lượng lớn xe tăng của đối phương trong đợt tập kích này. Giới chức Israel hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do IRGC đưa ra. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê Iran đã bắn tới 180 quả tên lửa vào lãnh thổ nước này tối mùng 1 tháng 10. Đài CNN dẫn lời Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá, cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel có quy mô lớn gấp đôi vụ tập kích của họ thực hiện hồi tháng 4, xét về số lượng tên lửa đạn đạo. Dù Israel chưa công bố thiệt hại vì mưa tên lửa đạn đạo của Iran gây ra, nhưng các hình ảnh do báo chí nước này và quốc tế đã đăng tải hé lộ mức độ tổn thất chỉ sau vài giờ khi hãng thông tấn quốc tế trích dẫn một số lời của quan chức cấp cao trong Nhà Trắng ngày 1 tháng 10, nói rằng Mỹ đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Iran sắp tấn công Israel, cảnh báo đó đã trở thành hiện thực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê Iran đã bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này trong tối cùng ngày. Ngoài việc kích hoạt hệ thống phòng thủ trên bộ, IDF được cho là đã điều 25 máy bay chiến đấu F-15 ứng phó với vụ tập kích ồ ạt của đối phương. Đáng chú ý, phần lớn phi đội tiêm kích IDF vẫn ở phía bắc đất nước, nơi họ đang bận rộn với chiến dịch oanh tạc nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các đoạn video do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy rằng nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Theo đài RT, ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng một giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Israel gần Ashkelon. Trong một đoạn video, cơ sở này dường như đã chìm trong biển lửa và hình ảnh rõ thấy từ xa. Đài CNN đã tiến hành phân tích hai đoạn video mới và xác nhận chúng quay cảnh nhiều tên lửa Iran đang lao về phía căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev gần miền nam Israel. Các lực lượng Tehran đã từng nhắm mục tiêu vào các căn cứ này trong một cuộc tấn công tương tự vào ngày 13 tháng 4. Theo CNN, các video được quay từ thị trấn Aarat Anakat, nằm ngay phía nam của căn cứ Nevatim. Bộ Quốc phòng Israel vẫn chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo VietNamNet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!